Xin chào tất cả anh em nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em có điện đến cho bên Tấn hỏi rằng là anh ơi, bên anh hiện nay thì còn cái dòng máy đánh bài nào mà giá rẻ rẻ hay không? Đấy, tại vì là nhiều anh em thì cũng nói chung là cũng vừa thua tha xong. Đấy, điều kiện kinh tế của anh em thì nó cũng đang eo hẹp mà anh em muốn sở hữu cho mình một chiếc máy đánh bài để anh em gỡ lại những cái gì mà anh em đã thua, đã mất. Thì trong clip này mình sẽ lên cho anh em một số cái con máy đánh bài. Đấy, được bên mình thu mua lại của những anh em mà đã mua những cái máy đánh bài trước, anh em kiếm được nhiều tiền rồi, anh em lên đời thì anh em để lại những cái con máy đánh bài cũ này. Đấy, thì những con máy đánh bài cũ này ấy, sử dụng đã được bên mình test kiểm tra rất là kỹ lưỡng, sử dụng rất là ok, giá của nó chỉ từ 5 triệu một con. Đấy, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Thì anh em có thể là vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình. Đấy, hoặc gọi điện kết bạn, nhắn tin qua Zalo đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé. Đấy, còn về dòng máy đánh bài này ấy, tuy là dòng máy cũ nhưng mà chất lượng và độ hiệu quả của nó thì cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy, chứ còn nhiều anh em mà cứ nghĩ là những cái dòng máy đánh bài cũ này chỉ có hỏng hay là bị làm sao thì người ta bán lại cho mình với giá rẻ như thế, nhưng mà không anh em nhé. Bên mình đang chương trình khuyến mại ưu đãi một cái giá hợp lý để cho anh em trải nghiệm tốt nhất. Đấy, cũng vừa gọi là vừa bán và vừa giúp cho anh em. Thì mình sẽ cho anh em cùng xem về con máy đánh bài cũ này này. Đấy, chất lượng của nó thì không phải bàn. Mình sẽ test cho anh em cùng xem. Đấy, rất là ok này. Anh em nhìn thấy không ạ? Mình có thể là bấm này, thăng 1356 này, thăng. Đấy, thì mình sẽ test cho anh em về cái độ nhạy của con máy đánh bài này và góc báo các thứ như thế nào anh em nhé. Đấy, ví dụ như là mình sẽ test cho anh em ở trò 3 cây đi. Mình sẽ test thử cho anh em trò 3 cây trước. À, đấy. Thì khi đi chơi ở cái trò máy đánh, khi đi chơi máy đánh bài này ấy, thì anh em bắt buộc là anh em phải đưa được bài của mình vào anh em nhé. Bắt buộc phải đưa được bài của mình vào thì anh em mới có thể sử dụng được. Rồi, cho anh em cùng xem. Rất là ok anh em này. Mình sẽ lọc bài ra để đánh thử 3 cây cho anh em xem với cái độ hiệu quả của nó. Thì khi anh em đánh 3 cây ấy, anh em chuyển bốc cái là anh em sẽ là người điểm cao nhất ở đây. Đây, ví dụ như đây này. Này, mình chuyển đặt bài máy báo luôn. Anh em nghe thấy không ạ? Góc báo cực kỳ rộng nhá, mình đặt lên trên nó vẫn báo này. Đó. Mình đặt xuống dưới nó cũng báo này. Sâu xuống nữa vẫn báo này. Đó, máy báo 3 cho anh em. Anh em bỏ đi 3 lá, sau đó anh em ngửa bài lên này, 6 đúng không ạ? Đánh 4 nhà. 1 2 3 4 5 6, bắt đầu chia từ nhà này, bài của mình sẽ là bài lớn nhất. Đó. Anh em thấy không? Bài này 10 đúng không ạ? 10 không tính tiền, bài mình là 19 rô cơ. Anh em thấy không? Cực kỳ là chuẩn xác cho anh em, nhạy, hiệu quả. Đấy. Con máy đánh bài này khi đi chơi ấy, thì anh em đeo cho mình một chiếc tai nghe siêu nhỏ, anh em đeo ở trong tai chứ không phải là để loa nó như thế này anh em nhé. Mình test cho anh em thì mình mới để loa vậy thôi. Đấy, khi đi chơi này anh em đặt bài này, bỏ 5 lá, sau đó anh em ngửa lá thứ 5 lên này, con 4 đúng không ạ? 4 này, chia từ nhà này. Đây là 100% bài của anh em sẽ là bài lớn nhất thôi. Đó anh em thấy không? Bài mình 4 điểm nhưng mà vẫn lớn nhất ở trong đây. Đúng không? Bài này thì 3 này, bài này 2 này, bài này 3 này, bài mình 4 điểm lớn nhất. Đấy. Và con máy này ấy, khi anh em sử dụng nhá, anh em lắp sim nghe gọi bình thường. Thời gian sử dụng của nó là ít nhất là phải được tầm 3 tiếng đồng hồ cho anh em. Nên anh em yên tâm về cái thời gian sử dụng của nó rất là ok. Đấy, mà anh em đánh máy này ấy, thì nó là chuẩn xác 100%, tỷ lệ chiến thắng của anh em nó là 100% rồi. Đấy, nên là anh em yên tâm giúp mình. Hoặc là ví dụ như anh em đi chơi những cái trò chơi khác ấy, thì anh em cũng yên tâm nhé. Tại vì con máy này nó có thể giúp cho anh em chơi được rất là nhiều trò chơi liên quan đến bài lá. Ví dụ như là sâm lốc, ba cây, liêng. Đấy, bài cào, binh sập sám, binh Ấn Độ. Đấy, ví dụ như đây, mình sẽ test cho anh em ở một cái trò nữa, đó là trò liêng. Đấy, test anh em ở một trò liêng.
Thì những cái phần cài đặt hay là những cái phần chế độ báo này thì anh em có thể là liên hệ đến Zalo trên màn hình, là bên mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em cụ thể, hoặc là anh em đến trực tiếp cơ sở bên mình. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến trực tiếp cơ sở bên mình và sẽ được trải nghiệm tốt nhất anh em nhé. Đấy, đây. Ví dụ như mình đi chơi liêng. Chơi liêng thì nó có hai trường hợp cho anh em. Cái trường hợp thứ nhất ấy, là sân chơi của anh em là người ta bắt bỏ lá. Đấy, bắt bỏ lá thì nó sẽ có một chế độ báo cho anh em. Đây, mình sẽ cho anh em cùng xem. Là chế độ mà bỏ lá để bài mình được bài lớn nhất anh em nhé. Đấy, ở cái chế độ mà bỏ lá để bài mình lớn nhất này, thì khi anh em đi chơi này, ví dụ như đây, mình sẽ cháo bài và máy nó báo như thế nào thì mình bỏ bấy nhiêu lá đi là mình sẽ được bài lớn nhất nhé. Đấy, là đặt cho anh em cùng xem. Máy báo 3, anh em bỏ đi cho mình 3 lá này, sau đó anh em chia thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất. Đấy, sáu bảy tám đồng hoa cho anh em luôn, anh em thấy không ạ? Rất là ok này, 9 này, 8 này, đấy đều thua bài mình hết. Hoặc là ví dụ như là nhiều anh em thắc mắc bảo ví dụ như người khác làm cái thì sao, người khác làm cái thì mình bỏ lá kiểu gì. Đấy, thì đây mình sẽ cho anh em xem nhá. Ví dụ như là người khác làm cái thì mình chỉ cần đếm cái số trừ vị trí của người đó đến mình, sau đó mình trừ đi với cái số mà máy báo thì nó sẽ ra cái kết quả. Ví dụ như là nhà số 3 này, mình sẽ để nhà số 3 làm cái này. Nhà số 3 làm cái, đặt này. Đây. Đặt cho anh em xem này. Đấy. 1-1 anh em nhìn không? Đó. Ví dụ nhà số 3 làm cái thì 1 thì nhà số 4 này sẽ lớn nhất. Đây, mình đặt này. Đấy, hoặc ví dụ đây này, mình đặt lại này. Đấy, ví dụ 3, mình bỏ đi một lá, chia, bài mình sẽ là bài lớn nhất. Đó, anh em thấy không ạ? Đấy, rất là ok cho anh em đúng không? Hơn cả chất, rất là ok. Đấy, thì một chi tiết ấy, thì anh em có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình, hoặc là đến trực tiếp cơ sở bên mình. Là cơ sở 1 ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến trực tiếp thì bên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng và cho anh em trải nghiệm luôn. Đấy, còn anh em ở xa nhá, đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em. Anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng nên là yên tâm. Đấy, nhận hàng ưng lấy, không ưng trả về, rất là ok nhá. Thì cảm ơn đã anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.